Mến chào mọi người, chào buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, là ngày nghỉ của mình. Mình không có đi làm nên bây giờ mình mới chạy ra tới chợ. Mình mới đậu ở chỗ cái bãi đậu xe nè, đang chuẩn bị vô chợ mình mua đồ ăn. Chợ này là chợ thường mình đi làm về mình ghé mình mua, nên cái chợ này cũng hơi nhỏ, nhỏ hơn cái chợ được rồi mà mình quay cho mọi người coi. Chợ này tên là Walmart. Bây giờ mình uống miếng cà phê xong mình vô chợ mình quay, mình đi chợ mình mua gì, giá cả như thế nào mình quay cho mọi người coi nha. Cà phê sáng nào mình cũng phải có ly cà phê giống vậy hết. Bây giờ trước khi vô chợ, bây giờ bên đây vẫn còn dịch bệnh nhiều lắm, mình phải đeo khẩu trang. Ok, vô chợ thôi. Bây giờ mình đang trên đường đi vô chợ. Mọi người thấy cái xe mình không? Mới đậu với xe xong đó. Chợ mình thường không có đi làm, mình sẽ đi chợ vào buổi sáng giống vậy nè. Nên người ta rất là ít, đỡ tiếp xúc. Tại cũng còn đang dịch bệnh á. Mình quay lại cái chợ vô cho mọi người coi. Chợ này là chợ Walmart. Cái chỗ này nó bán rau cải lớn lắm. Giờ mình vô đây để mình đi lấy xe. Lấy xe vô đây mình xe nhiều lắm luôn á. Mình sẽ lấy một chiếc xe, sau đó mình sẽ vô chợ. Good morning. Giờ mình sẽ qua bên đồ khô trước. Ở trong đây bán đồ nhiều lắm, có bán đồ ăn nấu sẵn, rồi đồ ăn chưa nấu, rồi quần áo. Nói chung là giống như siêu thị Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà ở này lớn hơn siêu thị ở Bạc Liêu. Mình đi quê của mình ở Bạc Liêu á, siêu thị Bạc Liêu thì nhỏ hơn cái này nhiều lắm. Trong đây là cái siêu thị này, hồi lúc trước cái tiệm cũ của mình đó là nằm trong đây nè. Giờ mình bán tiệm không có còn làm trong cái tiệm trong đây nữa, làm tiệm riêng ở ngoài. Lễ sắp tới lễ Halloween á, người ta trang trí đồ lên quá trời, ta đặt đồ ra đó. Qua đây mình mua đồ khô trước ha. Bên đây là thuốc nè mọi người, thuốc uống, thuốc ăn, thuốc cảm bình thường. Hello, đây mình sẽ qua đồ khô đấy chứ. Đây là bán kem đánh răng nhiều loại lắm luôn, mình thích loại nào thì mình lấy loại đó. Nhà mình cũng còn nhiều lắm, mình chưa cần. Mình cần cái nước súc miệng, nước Listerine. Nhà mình thì thường xài cái loại này nè, mua cái xài loại lớn. Chai này là 7 đồng chất cha, 7 đồng 52 cent. Cất lượm lên. Cái này là cái nước súc miệng, nước Listerine. Nước súc miệng này là 7 đồng 52 cent một chai. Nhà mình cần một chai này. Rồi bỏ vô xe. Giờ ở đây là dàn kem đánh răng. Mình sẽ mua kem đánh răng. Cái này là kem đánh răng cho cái nú răng mà nó nhạy cảm á mọi người. Anh gòm ổng sẽ xài loại này nên mình sẽ mua cho ổng hai chai. Cái này làm kem đánh răng dành riêng cho cái người cái nú răng mà giống như không được tốt á, ưa bị đau đồ á, mua hai chai. Cái này là 5 đồng 92 một chai. Còn với mình á thì mình sẽ mua cái loại khác. Yes.
kem đánh răng xong, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ khác. Kem đánh răng với cái này xong hết rồi. Excuse me. Ở đây mình sẽ mua xà bông gội đầu. Xà bông này là cái này nó không còn loại lớn nữa ta. Cái này là cái loại chai đành với ông gòm nhà xài, nhưng không còn chai lớn, chai này nhỏ quá. Thôi đợi được xạo mua đi. Ở nhà cũng còn hai chai mà tại mình muốn mua thêm. Ở bên đây bán xà bông gội đầu nhiều lắm đó mọi người. Cũng rẻ không mắc. Một chai gội đồ này kia kia nọ là khoảng tới 6 đồng 97 sen. 6 đồng 97 sen là khoảng cỡ 120, cỡ 130 ngàn Việt Nam mà. Có nhiều loại lắm, có những loại này giống như đây nè. Cái dầu mình ưa gọi là dầu này nè. Có chất ngăn rụng tóc với mọc tóc, biotin and collagen. Đó. Giờ mình đi qua bên kia. Giờ mình sẽ đi qua phần bên đây, nó cũng có bán đồ trang điểm thôi nè mọi người. Bên đây bán đồ trang điểm cũng nhiều. Nhưng mà mình vô đây mình cần phải mua, vô đây mua dưỡng thể. Bên đây mùa đông á, da mình rất là khô. Mình xài dưỡng thể là mỗi ngày. Chứ sau khi tắm là mình sẽ xức dưỡng thể lên để cho da mình bớt khô á. Ủa cái loại mình ưa xài đâu rồi? Đây. Mọi người thấy không? Cái này là cái loại mình ưa xài nè. Cái hiệu này nó có chất vitamin trong đây là vitamin C, vitamin E, vitamin B5. Nó làm cho da mình sẽ mềm mại trong vòng 48 tiếng 50 ngày luôn đó mọi người. Một chai gì là khoảng 7 đồng 39. Đó. 7 đồng 39 một chai. Bây giờ mình lấy hai chai ha mọi người. Hai chai xài cho lâu xíu. Ý, giờ mình ra mình bỏ lên xe. Bây giờ mình sẽ đi qua hàng khác. Trong đây mình cần mua gì nữa ta? Không mua gì hết, nhưng mà mình phải mua thêm một chai cạo lông chân á mọi người. Chai mà thường mình mua mình để dành để mình cạo lông chân á. Nè, nguyên một hàng bên đây bán toàn là dao cạo lông chân không nè. Mình ưa xài cái loại này. Nhưng mà nó bán một lần nguyên một cặp như nè mọi người. Nguyên một cặp luôn là 3 đồng 74 sen. Mình quay kỹ lại cho mọi người coi ha. Đó, mình mua một cặp như là 3 đồng 74 sen một cặp. Dao cạo lông chân, cái kem cạo lông chân á, để cho cái lông của mình ra nó mềm á, nó không có bị cứng á. Là 3 đồng 74 như 4 đồng đi, 4 đồng là 800.000 hai chai. Không rẻ, không mắc. Dao cạo thì nhà mình còn. Có gì nữa ta? Mình quay make up cho mọi người coi ha. Ở đây bán nhiều make up lắm. Mình không có xài ở đây. Này dạng như hàng chợ. Nè, bên đây nè, phấn nước rồi đủ thứ nhiều lắm. Bên đây cũng có một hàng make up bên này. Đó, mọi người thấy không? Nhiều lắm luôn. Mascara, phấn nước có nhiều hãng hiệu khác nhau nên nó chắc mỗi cái khác nhau. Để quay bự kìa. Đó, bên đó hiệu giống như là ELF, rồi Hot Candy. Có nhiều hãng lắm. Bên đây
là hiệu Revlon, hiệu này cũng cũng được nè, mọi người thấy không, make up không đó. Giờ mình lấy đại ha, là một chai make up này là phấn nước nè, là 10 đồng 98 sen một chai, là khoảng cỡ 200 ngàn, 200 mấy trăm ngàn một chai đó. Phấn nước hiệu này là hiệu Revlon. Ok, đây là còn còn mua son á, còn son môi á nhiều lắm, nhiều lắm. Mọi người có thể chọn cái có 6 đồng mấy một cây à, giống như nè màu khác nhau hết trơn đó. Mình muốn chọn mẫu nào đó mình chọn nè, mọi người coi không đó. Cái dưới đây á thì 5 đồng mấy, rồi cái dưới đây nữa nhiều lắm. Cái đó là một hiệu thôi đó, còn hiệu bên đây là hiệu Marilyn, còn bên đây cũng vậy luôn đó, nhiều lắm. Vô lấy một cây này ra đi, cái này là cái màu này nó như vậy nè, nó là một cây gì là khoảng 5 đồng 97 một cây ha, nhiều lắm. Make up ở đây thường là mình không có mua, mình mua đồ ở trong kia, tại hàng này hàng chợ, da của mình cũng nhạy cảm á, nên không có xài cái này. Nói chung là đồ siêu thị mà make up là đồ đồ rẻ tiền. Nhà mascara đồ đây nhiều lắm luôn hả. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua gian hàng khác. Đây có bán nè mọi người thấy không, máy uống, máy duỗi, máy gì nhóc hết, nhiều lắm. Bây giờ mình xuống đây mình cần phải mua ở đây, quay lại quay lại. Đây là băng vệ sinh đó mọi người, mình thường xài loại này. Này là 6 đồng 97 sen một hộp, một hộp như vậy là có 36 miếng. Cái này, cái này tốt lắm luôn, mình mua đây một một hộp ha. Giờ mình sẽ đi kiếm thêm một cái đồ khác nữa. Ồ đây, đây đây là nước dung dịch phụ khoa, dung dịch phụ khoa nó có nhiều loại lắm mọi người, nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình phải lựa cái loại nào mà mình thường xài á. Đây cái loại này là loại mình thường xài nè, Summer Air. Cái hiệu này nó độ pH, rồi nó khử mùi, rồi nó làm sạch xử khuẩn. Một chai gì là 4 đồng 98 sen, là như 5 đồng hay 5 đồng là 100 ngàn một chai. Một chai mình xài cũng lâu lắm đó, mình thấy không, một chai gì mình xài cũng cũng lâu, nói chung là lâu, 2 3 tháng gì đó. Phụ nữ mình nó thì nên xài cái này đặng chống viêm, chống khuẩn với khử mùi nữa. Để lên trên này rồi thì tiếp, rồi để dẫn dẫn mọi người qua qua bên này luôn. Bên đây là, đây là đồ để cho người ta travel, có nghĩa là người ta đi đi du lịch đó mọi người. Giống như đây nè, chai xà bông mà nó nhỏ xíu xíu vậy nè, một chai gì là 97 sen, cái nào cũng 97 sen hết, cho tiện lợi cho người ta xài một lần, người ta bỏ không có cần xách nhiều nặng. Nhằm khi mình đi trên máy bay đó, mình xách đồ nặng quá nó đâu cho đâu, mấy cái đồ mà có nước rồi đó không cho, không cho, nên mình phải mua loại này. Ở Mỹ này được cái hay lắm mọi người, giống như bên đây cái này kem chị thâm, không phải thâm, kem chị ngứa dùng phụ khoa, rồi bán đủ đồ lắm đó. Chị viêm, chị ngứa đồ nhiều lắm. Giờ đi tiếp bên đây, cái này là đồ giống như về về tóc á, lược nè, ngang lược rồi rồi cài, rồi đồ về tóc nhiều lắm luôn đó. Còn bên đây là bán màu để cho tóc của mọi người, hiệu này hiệu L'Oreal nè,
L'Oreal gì đó. Đó, nhiều lắm luôn. Cái đầu mình mà lên màu này cái là chắc mắc cười lắm. Đó, mình tự mua tự nhuộm về nhà đó, còn hồi đó giờ mình chưa tự nhuộm, nhưng mà chắc tới nửa về Việt Nam đó mình sẽ mua cho mẹ một hai hộp gì đó. Thuốc ở bên đây thì nó tốt, chất lượng, không có bị làm hư tổn tóc rồi nhiều. Nên chứ nữa mình khi làm về Việt Nam á, mình sẽ mua cho mẹ một ít. Đó. Rồi, xong bên cái phần đây. Rồi mình cần phải đi qua bên chỗ thuốc, mình mua cái thuốc thuốc trị táo bón đó mọi người. Thuốc uống trị táo bón. Để đi kiếm mà không có ở đây. Cái khu này là cái khu mà người ta bán đồ cho mấy cái người tiểu đường của mọi người. Giống như bánh ngọt nè. Cái này nè, bánh ngọt cho cái người tiểu đường, diabetic là tiểu đường á. Đó. Đó. Bánh ngọt ta ăn nhiều nhưng mà không có bị tăng đường rồi đó. Cái này mà phải mẹ đổ bên đây á. Mua cho mẹ, tại mẹ mình cũng bị tiểu đường đó. Mà mấy cái này gửi về Việt Nam nó nặng lắm. Nó nặng mà nó không có nhiêu hết trơn á. Có chút xíu xíu rồi mà nó nặng lắm. Ngồi cho mọi người coi, thì bây giờ mình đi kiếm cái nước bán cái gì? Cái thuốc mà chị táo bón mọi người. Không phải chị táo bón nhưng mà mọi người bị táo bón đó, đi cầu rất là khó. Nhưng mà khi mà mình uống cái đó, cái này vô á, nó làm cho mình sẽ dễ đi cầu hơn. Mỗi lần mình đi cầu nó sẽ không bị đau. Đây. Là cái này nè. Cái Miraplex này, cái này 24 đồng 98 xem như 25 đồng. Cái này á, là một ngày, giống như mọi người thấy cái nắp màu hồng không? Mình sẽ lấy cái nắp màu, mình đổ đầy một cái nắp màu hồng này, mình pha chung với nước. Và nên khi mà mình pha chung với nước mình uống á, thì một ngày một chai vậy đó. Nên đầu bữa xăm đi cầu rất là dễ. Đó. Ở bên đây có nhiều, bên này thuốc này dễ mắc nha mọi người. Thuốc nhỏ mắc, trị mắc khô đồ nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua cái khu mà về về đồ ăn, không phải đồ ăn mà về đồ vật dụng trong nhà, giống như đồ làm bếp rồi, son muỗng chảo rồi. Ồ, để quay lại đây, quay lại đây cho mọi người coi cái này. Cái này là mấy cái chai mà mình đựng nước mình uống á, mình đựng nước mình uống á mọi người nè. Nó giữ độ nhiệt độ rất là lâu, một cái gì là 14 đồng mấy, 15 đồng, có nhiều cái cho mình lựa chọn lắm. Chứ sao mình về Việt Nam mình sẽ mua cho chị hai một cái, cho mẹ một cái. Đó, nhiều lắm không mọi người thấy không? Bây giờ đi vòng qua bên này. Này, quay cho mọi người coi thôi chứ mình mua thì mình cũng không có mua cần thiết mua nhiều mấy cái này. Ở đây là dao nè mọi người. Đó, dao. Hàng ở bên đây người ta cũng có bán. Cái này là cái chất thơm trong nhà mình á. Mình đốt cái đèn lên, cái này giống như nó có đèn cầy vậy mọi người. Rồi mình đốt lên, cái nó có cái mùi hương để cho nhà mình thơm á. Có nhiều hương lắm, mùi đủ thứ hết á. Này mọi người thấy không? Để quay cái nào cho gần gần thấy nè. Ở trong này nó giống như có nến ở trong này nè mọi người thấy không? Mình dở cái cho coi hả? Cho nên nó có nến đó. Rồi cái mình đốt nó lên, mình đốt nó lên cái nó có cái mùi hương, nó làm cho cái nhà của mình nó thơm, mùi thơm giống như mùi nến nha. Còn khu bên này là chén, chén dĩa bằng cây cũng có bên này, trên đó
rồi ở dưới này thì bằng bằng sành đó. Cái tô này đẹp ha mọi người, tô gì là 5 đồng 96 sen nè, 5 đồng 96 sen một cái, có nghĩa là 100 mấy chục ngàn một cái đó. Bên đây ta bán chảo son mà nè, mình bên đây mình kiếm ngoài, mình kiếm cái chảo mà giống như sâu lòng mà nó nhỏ nhỏ khoảng cỡ bằng tay mình vậy nè mọi người, để mình chiên bánh tay yến á, kiếm hoài không có, chợ Mỹ không có bán, đi chợ Việt Nam rồi coi kiếm mà cũng không có, muốn ăn cái bánh, làm thử cái bánh tay yến á nhưng mà không có cái chảo đó nên đâu có chiên được đâu. Thôi bây giờ đi vòng vòng hồi hết thời gian, bây giờ mình phải đi qua cái khu mà mình cần mua, mọi người tham quan tí xíu đi thôi, bây giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ mà mình mua giấy, mua mua đồ vệ sinh nhà, giống như mua mấy cái đồ mà để mình dọn dẹp nhà cửa, mình lau mình chùi đó mọi người. Đi vòng qua khu bên này ha. Buổi sáng mình thích đi chợ buổi sáng như vậy nè, rất là vắng người nên mình không có cần phải lo gì hết. Bên đây là đồ con nít nè mọi người, đồ con nít, đồ em bé, đồ người lớn, người ta chắc gọn gàng lắm. Nè, nhìn bộ đồ này thấy cưng không? Thấy cưng quá, thấy cưng quá. Bộ đồ gì có 19 đồng 96 sen mọi người thấy ở trên không? 10 đồng 99 à. Thấy cưng không? Đồ này Việt Nam đi nắng là hay luôn á. Bây giờ đi qua bên nhận giấy ha. Đây là giấy vệ sinh. Mình vô đây đi. Cái này ta bán giấy vệ sinh. Mình không cần giấy vệ sinh mà mình cần cái giấy mà ok, ở đây mình sẽ mua một số cái món chùi. Cái này nó có 3 hộp là 8 đồng 97 sen ha. Cái này là có thể diệt cái giống như miếng thân ướt mà diệt khuẩn đó mọi người, để mình chùi đồ đó, nó có chất cồn trong đây nên nó làm cho đồ của mình sẽ rất là sạch. Giờ mình sẽ lấy thêm một cái đồ khuẩn này nè mọi người, này để mình để trong xe của mình, cái này là 2 đồng mấy chục sen vậy đó. Giờ mình sẽ kiếm thêm là cái nước rửa bồn cầu, nước rửa bồn cầu ở đằng này. Mình sẽ mua cái loại này, nó có cái bleach này là cái tẩy ấy, mọi người, một cặp như gì là 2 đồng 84, 2 đồng 84 như 3 đồng đi, 3 đồng có nghĩa là 200 300 ngàn Việt Nam một cặp gì đó. Mình đang cái bồn cầu của mình lâu ngày nó sẽ bị đóng vàng với đen á, mình sẽ xịt vòng vòng nguyên cái bồn cầu gì là mình để đó khoảng có 5 đến 10 phút, sau đó mình rửa lại thì nó sẽ trắng, tại vì nó có cái tẩy trong đây nè. Mình mua 2 chai ha, bỏ lên trên xe. Rồi.
Cái này là cái mà để mình làm cho cái cầu của mình là nó có thơm đó mọi người. Giống như mình cái này giống như cái treo vậy đó. Mình dán nó vô trong cái cầu mình bóp nó, cái treo này nó dính ở trong mông cầu mình, nó khi mà mình dội nước á, mình có đi vệ sinh mình dội nước á, nó sẽ không bị hôi. Cái này là 11 đồng 88 sen, như 12 đồng là 240.000. Có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 ống, xài rất là lâu, xài khoảng cỡ 3, 4 tháng đó mọi người. Đó. Rồi xong. Cái phần bên đây là mình xong. Bây giờ mình sẽ đi. Mình sẽ đi qua bên kia. Excuse me. Thank you. Hai bà đó rất lịch sự. Đây là đi qua tới cái khu giấy. Khu giấy ở bên đây á, mình xài giấy rất là nhiều, giống như mình xài bếp á, mình xài giấy rất là nhiều. Nên mình sẽ mua một cuộn giấy như thế này. Một bọc giấy như thế này. Không để giá ta. Ồ. 19 đồng 88. 19 đồng 88 như 20 đồng đây là 400.000. 400.000. 400.000. 400.000 mình lấy cái loại này đi thử mình nha. Nó có để nha. Trong đây nó có nó có 12 12 12 rô, 12 12 cái cuộn. Để dưới này. Đó. Giấy lau tay ha. Bên đây là một gác, mình còn một gác mình không có cần. Rồi. Cái lúc đầu bắt đầu vô mùa dịch đó, người dân Mỹ bên đây người ta đi mua giấy toilet này nhiều lắm, mình cũng không biết tại sao người ta phải mua nhiều như vậy luôn á. Mua tới không còn giấy luôn á mọi người. Rồi bây giờ mình xuống dưới kia. Mình đi mua sữa. Mình đi mua sữa với trứng. Ở bên đây là khu bán đồ, giống như người ta bán chi nè mọi người. Chỗ này là chi, là phô mai á. Rồi như nhà mình cũng hết thì mình phải lấy một cái. Mình sẽ lấy một cái, mình lấy cái nào đây? Lấy cái này đi, chi miếng, cái này là chi miếng. Cái gì là 3 đồng 97 sen là 4 đồng. Cái này là giống như mình kẹp với cái xúc xích mình ăn á. Tụi nhỏ nhà này cũng ưa ăn nên mình mua một bọc. Ăn cũng lâu lắm. Mọi người thấy kỹ không? Đó. Để đây. Giờ mình đi xuống dưới kia. Đi xuống cái vàng đâm bán đồ lạnh ở dưới á. Tặng mình mua trứng. Với lại mình mua sữa. Nhà mình ăn trứng với sữa cũng nhiều. Bên đây là thịt đọc xông khói nè mọi người, giống như thịt ba gọi vậy đó. Người ta đem đi người ta xông khói nè mọi người thấy không? Chiên lên ăn đồ ăn sáng được, dây đành với bù kiệm, nhà đứa nào cũng thích cái này hết. Thôi thích lấy một miếng đây. Cái gì là 6 đồng 84 sen như 7 đồng đây là 140.000 ha. Đó, mình mua gì tại cho tụi nhỏ nhà nó có chiên ăn. Đi qua bên đây. Cái này là khu bán trứng. Có nhiều loại trứng luôn. Mình muốn mua loại nào thì mình mua. Thường bên đây mình đi mua trứng là mình sẽ mua cái loại mà trứng màu nâu á mọi người. Tại vì mình nghĩ là trứng màu nâu nó sẽ có nhiều dưỡng chất hơn. Hơn là trứng màu trắng. Do thời gian vận chuyển người ta nhiều đó. Nên khi mình mua mình phải kiểm tra coi nó có bị bể không. Tôi dở ra mình coi, nhằm khi nó bị bể ở trong nữa. Mình đem về tới nhà mình đâu ăn được đâu. 18 cái trứng ha. Trứng bự lắm.
chị lại là em thôi cầm gớt cái nó bể. Kẹt một bọc trứng. Rồi bây giờ tới sữa. Cái trứng đó là 3 đồng. Thấy không mọi người? Cái trứng mình mới mua đó. Mọi người thấy không? Đó, người ta để là 3 đồng 63 sen ở đây. Đó. Khu bên đây là sữa. Cái sữa mà mình uống cà phê, mình quậy cà phê xong rồi mình bỏ sữa vô là cái sữa hazelnut này. Một cái như là 6 đồng. Là 120 ngàn đó mọi người. 6 đồng. Cái hazelnut cái này mình sẽ vừa quậy với cà phê mình uống ha. Cái đó là sữa uống cà phê. Nên tụi nhỏ nhà mình nó uống uống sữa tụi nhỏ nhà mình nó uống sữa tươi. Đây là dàn khu bán sữa tươi. Sáng nhằm khi tụi nhỏ ăn cereal rồi đó mọi người, là giống như ngũ cốc rồi đó, là phần phải có sữa tươi. Mình sẽ mua một can sữa tươi. Một can như thế này là 2 đồng 74 sen, như 3 đồng là 60 ngàn. Đúng. Hạn date của nó là tới tháng 10 ngày 16 ha. Một can sữa tươi. Sữa này uống thì không có mập, để làm cho mình chắc xương thôi. Cỏ nhìn nó không ta? Nói chung là bên đây là xong. Bây giờ mình phải đi qua bên kia mình mua cái cà phê mà quà tang của mình. Để mua cái cà phê quà tang của mình ha. Bên đây mấy này là dàn khu đông lạ, đông đá nè mọi người. Ta bán kem rồi trong này nè, nhiều lắm. Nhưng mà mình không có cần mua. Mình không có mua kem. Bây giờ mình đi mua cà phê. Khô trước, lát mình sẽ đi mua đồ tươi sau. Tại vì một người mua đồ tươi trước á, thì đồ khô nó sẽ bị đồ tươi nó sẽ bị không tươi nữa. Ở đây là bánh mì nè mọi người, bánh mì người ta ăn hamburger, bánh mì bán ăn hamburger nè mọi người, bán nguyên bọc gì nè, thấy không? Nó nguyên bọc gì là 3 đồng 12 sen là khoảng 600 mấy chục ngàn gì đó, 600 mấy chục ngàn Việt Nam á. Nhưng bữa nay mình không cần. Mình không cần. Bán khu này là khu bán bánh mì nhiều lắm luôn. Bữa nay mình không cần cà phê. Mà mình đi không cần cái bánh mì nhưng mà mình cần cái cà phê. Mình đi kiếm cái cà phê mà mình uống mình quay cho mọi người coi. Không có ở đây. Không có ở đây, chắc là ở bên này. Không có luôn. Ủa, mỗi lần bán ở đâu ta? Ok, chắc bên này quá. Đúng rồi. Mình sẽ đi lấy cà phê. Cà phê này là cà phê mình vừa uống nè. Một hũ như là 7 đồng 98. Mình quậy mình phải bỏ này vô trong nước. Mình bỏ vô trong nước xong cái nó tan ra, cái mình bỏ cái sữa hồi nãy vô lại đó. Rồi đó là cà phê buổi sáng mình uống, nên mình có thể cân được cái độ mình uống nhiều hay uống ít. Bỏ vô. Cái khu này là người ta để là bán đồ in đồ gì đó. Excuse me.
đồ quốc tế, có nghĩa là người ta bán đồ châu Á mình ở đây luôn đó mọi người. Ở đây có mì Hàn Quốc. Mình qua đây mình lấy mấy cái bọc mì. Mì là mì tương đen Hàn Quốc, bọc gì là 4 đồng 28, như 5 đồng, bên trong đây nó có 5 bịch, 5 đồng 5 bịch như bịch 1 đồng đó, 5 đồng là 100 ngàn bịch, 20 ngàn bịch. Mình lấy 2 bọc này ha, 2 bọc mì tương đen. Thôi lấy 3 bịch đi, 3 bịch mì tương đen đi. Okay. 3 bọc mì tương đen thôi, còn cái tương cái này thì nhà còn nó không cần. Rồi, 3 bọc mì tương đen. Mọi người thấy không? Ở đây người ta có bán phở mà dạng như phở Việt Nam mình ở vô tô. Đây nó có bán mì về giống như mì chay vậy. Mình mua nó tới nữa mình để dành mình ăn chay gầm rồi đó, gầm mùng 1 30. Mình mua 3 gói ha. Một gói là để không để 2 đồng 58. 2 đồng 58 là một gói mì chay về khoảng có 50 ngàn. Rồi, 3 gói. Này có bán nước cốt dừa nữa mọi người. Để quay nước cốt dừa cho mọi người coi. Ở đây có bán nước cốt dừa này, nước cốt dừa lon. Mua loại nào ngon không biết nữa. Thôi lấy lại 2 hộp đây đi. Của này của Thái, một hộp là 2 đồng 13 sen, 40 ngàn, 50 ngàn một hộp. Mình mua 2 lon. Ở đây có bán tương ăn phở nè, dầu hào, nước mắm. Có tương ớt Việt Nam mình đó nè, tương ớt tỏi Việt Nam mình. Tương ớt tỏi Việt Nam đang hũ nên là 2 đồng 74. 2 đồng 74 là khoảng cũng 50 ngàn một lon giống gì nè. Cái này là nó để là 510 gram, nửa ký. Có gì nữa không ta? Vậy thôi. Bây giờ mình đi kiếm cái mayonnaise. Cái mayonnaise tiếng Việt là gì ta? Cái mayonnaise giống như là cái nước sốt để mà mình chấm thịt đồ ăn đó mọi người. Cái nước sốt mà để mà mình chấm khô khô mực rồi đó. Ok. Mọi người thấy bên đây không? Nhiều lắm. Có tương cà nữa. Mình phải qua bên đây, mình đứng bên này mình mới quay ngược lại bên đó cho mọi người coi được. Mọi người thấy cái mayonnaise. Mua hũ nhỏ thôi, mua hũ lớn mình không hết nó sẽ mau hết. Một cái hũ như vậy là không biết cái nào ngon. Thôi lấy đợi cái này, một hũ như vậy là 3 đồng 28 sen. Là 3 đồng là 2, 60, có 70 ngàn đó mọi người. Một hũ như này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu mình sẽ mua thịt, sau đó mua đồ tươi. Tại vì đồ mình mua trước mắt thì mình mua như thế. Ở đây có dưa chua. Thôi không cần đâu. Dưa chua mọi người thấy không? Để lấy hũ ra thử cho mọi người coi ha. Nè,
Mọi người thấy không? Giống như trái dưa leo anh ta muối chua sẵn là giòn, rất là giòn, giòn lắm, không chua nữa, không chua lắm nữa. Thì mình về mình trộn đường với tỏi thôi á. Việt Nam mình nuôi ăn chay kiểu đó đó, cũng ngon lắm. Đó. Bây giờ mình đi qua cái dàn thịt. Ở đây có bán dưa hấu rồi mọi người. Dưa hấu một trái là 5 đồng 28 sen một trái, có nghĩa là 100 mấy chục ngàn một trái, bự lắm luôn. Dưa hấu này bự hơn dưa hấu Việt Nam mình nhiều lắm luôn. Ồ, để ở đây thôi, nó lăn nó rớt cái bể trứng của mình đó. Thấy trái dưa hấu ha, không biết lựa sao nó búng búng gì mà trái nào nó cũng giống như trái nào hả, búng cho có lệ vậy thôi đó. Rồi đi qua bên cái vàng thịt mua đồ, làm gì làm đồ ăn cơm. Để qua dặn thịt cho mọi người coi. Ở đây á, thịt á, bên đây nè, đối diện với mình là thịt gà đó mọi người. Đây là thịt gà. Kế bên dàn thịt gà ở đây là thịt heo. Thịt heo nè, sườn heo nó bán lóc lóc giống như nè. Một lóc chỉ 3 miếng 9 đồng 53 sen. Láng miếng này như 10 đồng là 200 ngàn đó. Bên đây ba dãy là một dãy gà, xong dãy heo, xong tuốt đằng kia là dãy bò, có nhiều đó đó mọi người, heo gà bò. Đây là khu thịt bò. Việt Nam mình không biết nấu cái gì luôn. Đuôi bò nè mọi người, cái này là đuôi bò, bọc gì là khoảng cả 17 đồng đó, đuôi bò. Nhưng mà bữa nay mình đâu có nấu phở đâu, nuôi đuôi bò làm gì. Nói chung là mình không nuôi bò bữa nay. Okay. Rồi mình không có mua thịt bữa nay nhiều, ở nhà mình bữa nay không có cầm nhiều, một miếng sườn là được. Đây là chuối, chuối bán rất là rẻ, có 58 sen một pound, là nửa ký có 58 sen, là một ký, là một ký là một đồng là 20 ngàn, bán ký luôn nè. Lấy nhân nãy chuối đi. Nãy chuối bác lấy cái bọc bỏ vô. Rồi bây giờ mình sẽ qua dàn đồ tươi. Đồ tươi thì bên này người ta có trái cây người ta sắp sẵn nè mọi người, có xoài, có dưa hấu, trái cây người ta sắp sẵn hết rồi đó. Mình ở đây mình sẽ mua, mình sẽ mua một bọc tỏi. Tỏi trong bọc này thì nó nhỏ quá, mình cầm cái tỏi bự, mình sẽ lấy cái bọc. Tỏi này là 3 đồng 88 sen một hao, là nửa ký là 3 đồng 88 sen. Mua nhiều ăn hết cũng hết, nên mình mua nhiêu đây thôi. Nên mình đã có tỏi, lấy một bọc củ hành. Củ hành này, củ hành tây với mọi người, củ hành tây 2 đồng 27, là 4-50 ngàn một bọc. Như là một bọc kia là 3 pound, là 1 ký rưỡi.
lấy cái bọc rồi mình bỏ cái chuối của mình vô đó. Mua gừng đậu cái máy mình đây đi, qua đó mình lấy gừng. Gừng này người ta bán vô bọc thì sẵn là 2 đồng 48 sen đó mọi người, như 50 ngàn. 3 củ 50 ngàn. Mọi người biết cái này là cái gì không? Cái hoa artiso á mọi người. Bự lắm luôn. Hoa artiso là 50 ngàn á. 2 đồng 48 ra 50 ngàn. Một cái bông 50 ngàn. Lúc trước mình có mua nước. Mình mua về mình nấu nước mình uống. Cái này là miếng. Đó. Ở bên đây là, để quay cho bên đây cho mọi người coi. Ồ, mình phải mua một cái bắp cải nữa chứ. Lấy một cái bắp cải. Bắp cải bên đây 78 sen một thao. Có nghĩa là nửa ký không tới 20 ngàn. Một ký như 40 ngàn nó cũng giống vậy đó. Cái lá này mình tháo bớt. Một cái bắp cải ha. Bên đây người ta bán trái cây với mọi người đó, thì trái cây để trong khu khu vậy đó. Ở khu này là nho. Có nho xanh, nho đen. Nho xanh, nho đen với nho đỏ. Nho nào ngon? Nho nào cũng cùng giá có 1 đồng 82 sen. 1 đồng 82 là nhiêu tiền cho mọi người? 40 ngàn. 40 ngàn một nửa ký là 80 ngàn ký. Cái nhỏ nhỏ không vậy? Cái này là không có hộp quá nha mọi người. Không có hộp. Lấy nho nào ăn ngon hơn ta? Nho xanh đi. Nho xanh thì qua đây. Bên đây thấy chắc nó nhiều hơn, chắc đầu mới ra nè. Rồi, thấy một nho xanh. Củ hành, chanh, bơ. Không cần. Còn khu bên đó là khu mà đồ ăn tao làm sẵn đó mọi người. Đi chạy đi bên đó đó. Cái này ớt chuông xanh, dưa leo. Các mình phải mua mấy trái dưa leo á. Dưa leo bên đây thì cái trái nó giống gì nè. Mà nó non lắm nha. Ở trong không có bị già. Trái 50 sen, 2 trái 1 đồng. Là một trái cộng đồng 20 ngàn, 10 ngàn, một cái dưa leo 10 ngàn. Mua 4 trái đi. Trái nào nó cũng giống như trái nào. Đó, đây 4 trái dưa leo. Rồi. Cái này là dâu quá mọi người. Dâu tây. Một hộp, chắc lấy một hộp có thấy muốn ăn quá. Rửa cái hộp nào mà có trái chín nhiều quá thì nó sẽ ngon hơn. Một hộp gì là
4 đồng 97 sen như 50 đồng. Ấy là 4 đồng 97 như 5 đồng. 5 đồng là 100 ngàn. Đó. Chín ngọt. Nên nhìn nó giống như nó không tươi, nhưng nó tươi nhưng mà thấy giống như nó sắp hư. Thôi lấy hộp này đi, lấy hộp này đi. Rồi. Xong. Trước mắt mua nhiêu đó thôi. Ở bên đây mùa đông tới nên người ta trưng áo lạnh nghe rất là nhiều. Bây giờ mình đi tính tiền nha mọi người. Đi tính tiền vô trong đây, mình xếp hàng ở trong này. Đó, mình vô đây là mình tính tiền cái kiểu là giống như mình tự tính đó mọi người. Ok. Nó có cái máy vậy đó, để xong mình sẽ tự tính. Ok. Giờ mình sẽ tự tính tiền ở đây. Nó có cái số sẵn nè, bây giờ mình chỉ scan qua trong cái máy nè. Đó. 4 trái dưa leo thì mình bấm số 4. 4 trái dưa leo 2 đồng. 2 đồng là 40 ngàn. Ở đây mình tự tính ên gì nó tiện hơn, khỏi có công xếp hàng. Mà nó cũng dễ tính. Do they have a coke for this one? No. No, okay. Cái này nó không có số coke nên bà này bà phải tới bà giúp mình bấm cái số vô. Yep, thank you. Cái nho là 5 đồng 11 sen. Cái này là 4 đồng 97 sen. Chuối. Chuối là 1 đồng 69. Cũng rẻ hay mọi người. 1 đồng 69 là gần 40 ngàn. Cái này là bắp cải. Carbet. Carbet là bắp cải đây. Cái bắp cải này 1 đồng 44. 1 đồng 44. Gừng là 2 đồng 49. Này là củ hành tây là 2 đồng 27. Tỏi. Tỏi là 2 đồng 06 có sen. Hạt trứng này là 3 đồng 63 nè. Thịt xông khói 6 đồng 84. Cục thịt này là 9 đồng 35. Mì ly. Mì ly là 5 sen. Ồ, cái mì ly có 50 sen hả mọi người ơi. Đã nói lộn mà. 50 sen là có 10 ngàn hả. Nhìn lộn giá, còn cái bột mì thì 4 đồng 28 100 ngàn. Mua 3 bột mì.
Cái này là bọc chi phô mai này 3 đồng 97. Mình tính xong mình bỏ qua bên để mình dễ bỏ cái khác lên. Chai tương ớt là 2 đồng 74. Cái mặn nước sốt này là 3 đồng 28, 70 ngàn. Nước cốt dừa 2 đồng 13, 50 ngàn một lon, mình mua 2 lon. Đó. Cái này là cái đầu đằng thơm cầu 11 đồng 88, 240 ngàn. Chai cà phê, chai để trộn sữa uống cà phê là 5 đồng 97, là 120 ngàn gì đó. Cái chai cà phê của mình đó thì 7 đồng 98, 140 ngàn. Hai cái cặp rửa cầu này á là 2 đồng 84, 3 đồng 60 ngàn ha. Còn cái này là cái miếng giấy chùi mà nó có chất tẩy khử trùng á là 8 đồng 97, 8 đồng 97, 9 đồng 180 ngàn ha. Bỏ qua này bớt đi. Còn cái này là cái nhỏ mình để trên xe của mình cũng khử trùng luôn, là 2 đồng 47, 50 ngàn. Còn canh sữa là 2 đồng 74, 50 ngàn một canh sữa tươi. Dưỡng thể, dưỡng thể là 7 đồng 93 một chai, 140, 150 một chai, mình mua 2 chai. Thuốc uống chỉ táo bón 24 đồng, 25 đồng là 400 ngàn, 500 ngàn, 500 ngàn. Cái này là cái này bấm lộn, bây giờ mình phải làm lại. Ok. Đó, cái chai gạo rau lông là 4 đồng. Cái băng vệ sinh này là 7 đồng, 6 đồng 97, 7 đồng, 140 ngàn. Nước rửa phụ khoa 4 đồng 97, 100 ngàn. Chai kem đánh răng một chai là 5 đồng 92, là 100 mấy chục ngàn, 120 ngàn, mua 2 chai. Nước súc miệng này là 7 đồng 52, 140 ngàn, 140 ngàn. Trái dưa hấu này mình dùng cái đồ scan này mình hỏi kinh lên. Trái dưa hấu là 5 đồng 27, với lại cái giấy mà mình chùi tay nha mọi người là 19 đồng 88, 20 đồng, là 400 ngàn. Những loại giấy này nè, rồi xong nè. Tổng cộng tiền của mình là 224 đồng, tiền đi chợ của mình á, chưa thế đó nha mọi người. Rồi giờ mình tính tiền cái mình đi về, 224 đồng nguyên một xe đồ á. Lấy thẻ nhà băng mình cà. Bên đây thường là xài thẻ nhà băng, không ít có ai đem tiền mặt ra đường lắm mọi người. Đó, mình tính tiền xong rồi mình sẽ chất đồ lên trên xe lại. Này có bọc trứng rồi, cái chuyện nó bể.
Đó, thường ngày mình đi làm về mình cũng ghé chợ mình mua vậy nè. Mình mua xong về mình làm đồ ăn cơm, mình nấu ăn. Tại bữa nay mình đi mình mua hơi hơi nhiều nên 200 mấy, thường mỗi lần mình đi một lần mình đi chợ chừng có 100 mấy chục đồng à. 100 mấy, mấy chục cũng có nữa. Bữa nay mình mua đồ hơi nhiều nè, đồ vật dụng trong nhà. Rồi xong. Đó mọi người thấy không, nguyên một xe đồ vậy là 224 đồng. Đó, nguyên một xe đồ. Rồi xong, bây giờ mình lấy cái hóa đơn ở đây. Nguyên ra hóa đơn vậy thôi. Rồi xong. Rồi là mình đi, là mình đi chợ xong rồi mình đẩy cái xe đồ này ra xe. Mọi người thấy không, nguyên xe đồ này. Mình sẽ đẩy xe đồ này ra xe. 224 đồng. Việt Nam của mình là 4 triệu rưỡi. Cả 4 triệu rưỡi, 4 triệu 7 vậy mọi người. Xe đồ vậy nè. Đi của mình lên nè. Nên vừa quay Vừa đẩy xe. Cái kiến đeo vô. Nhưng mà xe nắng nó chói không thấy đường. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt lên trên xe. Mọi người thấy xe đồ hơi nhiều không? Đó, ngày nào mình cũng đi chợ vậy nè. Bữa nay mình mua hơi nhiều chứ mỗi lần mình mua khoảng chừng mấy chục trăm hả. Bữa nay mình mua giấy, mua đồ vệ sinh trong nhà. Tại bữa nay nhà nghỉ nè. Bây giờ mình quay lại chiếc xe mình. Nói chiếc xe mình mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ mở cái cốp xe ra. Mình chắc đồ lên. Đó, giờ bỏ đồ vô trong cốp xe. Nhìn đồ vô. Ok. Rồi, giờ chắc đồ lên trên xe ha mọi người. Nhìn đồ lên, chắc đồ xuống. Đó, đó là hôm nay đây là nguyên cái quá trình mà mình đi chợ Mỹ, mình quay lại cho mọi người coi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và luôn ủng hộ kênh của mình. Mình quay gì nè để cho mẹ với cha ở Việt Nam á có thấy biết cái cuộc sống của mình bên đây nó giống vậy đó. Cái gì mình cũng phải tự làm một mình hết, từ đi chợ nấu ăn rồi sắp đồ. Thường mỗi lần có gia đình ở nhà thì mình rủ gia đình đi chợ thì mấy cái này gia đình nó làm hết, mình không có cần làm nhiều gì. Nhưng mà gia đình bữa nay đi học rồi. Rồi đến đây là mình xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Bye bye.